Rồi, ok các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh channel của Thắng. Và chúc tất cả các bạn có một ngày hôm nay là thứ tư nha. Chúc tất cả các bạn có một ngày thứ tư thật là vui vẻ. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục cái series 100 ngày sinh tồn trên đảo hoang. Thì hôm qua Thắng vừa mới kết thúc 8 ngày 8 hay là 7 ngày sinh tồn trên đảo hoang ấy. Thì hôm nay tiếp tục nè. Ở cái video trước thì Thắng đã biết cách nhóm lửa này, cách tạo được một... Đấy, cứ vô ve cái que củi để nó tạo ra lửa ấy, mới cả kiếm thức ăn qua ngày nữa. Đúng rồi, còn một cái lều dựng tạm nữa. Còn hôm nay là sẽ bắt đầu ngày thứ 9, 10, 11, 12. Thì không biết người ta sẽ cho Thắng làm gì. Thì bây giờ Thắng sẽ vào game ngay để cho tất cả các bạn xem nha. Ok. Rồi, thì ra là cái video trước Thắng đã kết thúc ngày thứ 8. Hôm nay thì Thắng sẽ sang ngày thứ 9 này. Thì trời nó cũng đã tối rồi các bạn này. Lửa thì vẫn cháy, tất nhiên lửa cháy. Nếu không là không có lửa là sẽ có bọn kiểu như bọn kiểu thu giữ nó đến nó tấn công ấy. Mà không biết ở hòn đảo này có thu giữ gì không Thắng không biết. Thắng chỉ biết là ở cái hòn đảo này có con cá thôi. Bởi vì là nó gần biển nên là nó có cá. Rồi, bây giờ Thắng sẽ start play xem nào. Hôm nay người ta cho Thắng làm gì đây? Ui dồi ôi, đấy. Ở cái video trước các bạn có rất là nhiều bạn hỏi luôn là cái reel này lấy ở đâu ra. Mà Thắng chơi Thắng không biết là cái reel này lấy ở đâu ra. Tức là cái reel này thì người ta cho thì lấy thôi, chứ Thắng không biết là đây là reel. Chắc đây là cái reel sắt rồi các bạn. Cái reel sắt rồi chứ không phải reel đá. Reel đá thì nó chỉ có một màu như này thôi, với cả màu của đá nữa. Còn đây là cái reel sắt nha. Bây giờ là sẽ chặt gỗ các bạn nè. Thấy chưa? Reel sắt là chặt 4 phát, 5 phát là đổ, 4 phát thôi là đổ luôn cả cái cây dừa này rồi các bạn ơi. Rồi, mà không biết người ta bảo chặt dừa để làm gì ta. Ui, lại bổ củi để sinh tồn tiếp này. Trẻ đôi ra nha. Trẻ ở sườn, ui. Trẻ ở sườn cũng được các bạn, không cần phải trẻ ở giữa đâu. Nói chung là cứ bổ đôi là cái khúc gỗ để ra nào, ok luôn. Ôi, ngày thứ 9 lại lấy lửa. Rõ ràng cái đống lửa kia còn nửa gì đâu. Có việc cho củi vào nhóm thế nào nó thành than, bây giờ lại phải ấy cọ lại các bạn này. Cọ lại thì nó lâu ra lửa lắm. Rồi, nhưng mà lâu thì cuối cùng thì nó vẫn ra lửa các bạn này. Này, thả cái đống cửa này, đống lửa này cho bốc khói lên. Ok, bốc khói lên nha. Vậy là được 100 khối gỗ. Mà Thắng vẫn chưa biết khối gỗ này người ta cho Thắng để làm gì. Ok, ôi trời ơi. Có mỗi là quần áo mà người ta chưa cho Thắng nắm rồi, chứ bây giờ Thắng muốn một bộ quần áo khác các bạn ạ. Rồi, hôm nay lại tiếp tục đi săn cá này các bạn. Ui, kho báu này, mở kho báu phát. À, kho báu này kiểu như phải xem quảng cáo thì mới được. Rồi, hôm nay lại đi săn cá tiếp này các bạn này. Trời ơi, săn cá tiếp này. Đây, vót nhọn cái khúc gỗ này nè. Wow, nhưng mà hôm nay Thắng săn cá mập nha, chứ không phải là săn cá con như mấy hôm lọ đâu. Đây là phải vót nhọn nào. Ui trời ơi, chưa được. Ui, chưa nhọn lắm các bạn ạ. Rồi, thế này là nhọn hơn rồi nha các bạn nha. Đấy, trời ơi, đấy. Con cá mập này, có duy nhất một con cá mập thôi các bạn ạ. Ui. Chưa chi đã phi rồi. Có duy nhất một con cá mập. Duy nhất một con cá mập thôi. Ui, sượt. Wow. Hình như là nó cắn Thắng rồi sao. Ui. À, phi trúng con cá mập rồi. Bây giờ kiểu như là để... À, không phải là ăn thịt cá mập đâu. Cái này xua cái con cá mập này đi để cho những bọn cá con nó tới ấy. Bây giờ lại chơi bạt tai con cá mập này. Bốp 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 này. Trúng giữa luôn. Bao nhiêu đấy? 50 bao nhiêu tiết đây? Trời ơi, tận 54. Ui, 50 mấy tiết, nó vả ra có 46 tiết bọ. Nào, vả lại nhá. Nào, 53 tiết này. Đúng giữa luôn, thấy chưa? Một phát nữa thôi. Ui, hiểu, nó quật đuôi vào mặt của Thắng luôn. Nào, chấp luôn. Ok. Vậy là nó xua được cái con cá mập này đi ra chỗ khác rồi. Bây giờ sẽ có rất nhiều cá con này các bạn này. Có rất là nhiều cá con bơi đến thì săn cá con nha. Ui, cái gì đây? Sao tự nhiên hiện cái đầu lâu lên nhỉ? Không biết là có chuyện gì xảy ra không các bạn nhỉ? Start bắt đầu xem nào. Start nào. Ok. Không biết là... Ôi, cái đầu lâu có chuyện xảy ra. Từ để Thắng xem nào. Vẽ này, bây giờ người ta bảo vẽ cái đầu lâu sao ấy. Để xem nào. Đó. Xương chéo. Đầu lâu gì? À, cái là kiểu như là vẽ để có người kiểu như người ta phi máy bay qua, xong rồi người nhìn thấy Thắng là người ta sẽ xuống đây. Đúng rồi, ký hiệu, kiểu như ký hiệu ấy. Đúng rồi, like. Nhưng mà Thắng vẽ cái đầu lâu xương chéo nó hơi bị ngố các bạn ạ. Rồi, tiếp tục hôm nay sẽ làm gì đây? Có một con tàu cướp biển khác nhìn nó hoành tay tràng hơn. Cái tàu cướp biển này là của bọn xương khô ấy. Mọi người ơi, nhìn này các bạn thấy chưa? Ui,
có một cái bộ xương khô nó đang trên này nè. Ui, tốt nhất là đóng cửa lại. Ui, bây giờ đấu nhau mấy cái bộ xương khô này các bạn này. Nào, oánh nào, oánh. Tưởng gì, cái bộ xương khô này. Ui trời ơi, cái bộ xương khô thằng múa chuẩn vài vòng là ngã lăn ra. Tiếp tục, đây đấu với tên thuyền trưởng của bộ xương khô. Một này, hai, nào, đấu đi. Thằng sẽ oánh tinh vào đầu luôn. Ui trời ơi, không cần đánh được một chút xíu thì mới thắng. Ui, sao lắm tên, lắm bộ xương quá. Why, quả nhìn thằng múa kiếm này, múa xuyên vào đầu, đó. Trời ơi, bọn nó không làm gì được luôn. Ok, đã chiến thắng cái tàu cướp bộ xương khô này rồi. Nhận 100 gỗ, vậy là thằng có 1.000 gỗ rồi các bạn nhá. Xem nào. Ui, hôm nay có tổ ong các bạn ơi, tổ ong. Nhưng mà không cướp gì được của bọn xương khô mà các bạn nhỉ. Không cướp được gì của bọn xương khô luôn, cho bọn xương khô nó nghèo nên là nghèo kia sau đó thịt lạc, thịt mỡ nó bay hết đi còn mỗi bộ xương đâu. Start bắt đầu. Hình như là bây giờ người ta ôi, bên ngay mà nhìn thấy con ong là người ta sẽ bảo thằng đi lên tổ ong này. Bây giờ là thằng sẽ đi lên mặt ong nha các bạn nha. Thằng sẽ lém cái hòn đá. Ui, nhưng mà lém này là ong nó đốt thì làm sao. Thôi, người ta bảo lém, cứ lém đi. Lém chúng ta nó rụng rỗ để lấy mật nha. Wow, nhiều ong quá các bạn ơi. Thôi, xong đuổi đuổi, chạy. Trời ơi, chạy. Ồ, bây giờ ong đốt. Ui, đánh ong, ui trời ơi. Ui, đánh ong, con ong. Ui, thôi xong nó đốt nhiều quá. Ui, nó đốt. Ui, con này. Ui, trời ơi, nó đốt nhiều quá mọi người. Nó đốt nhanh quá. Không còn con nào nữa, thế là hết sạch tao. Ui. Chiến đấu với đàn ong xong thì bây giờ thằng nào phải chiến đấu với con gấu này. Buồn cười thật, tao đắp mật ong xuống, tao đắp ong xuống cho mày ăn ạ. À? Bây giờ lại phải chuyện bà tai với nó này các bạn này. Nào, 60 luôn. Nó có tận 160 tiết nhưng mà thắng chỉ có 120 tiết thôi các bạn ạ. Ái da, nó đánh được đấy. Nhưng mà cái sức mạnh của nó không bằng của thắng được. Nào, bốp phát luôn. Chỉ cần một lần duy nhất nữa thôi là nó sẽ phải thiệt mạng luôn các bạn ơi. Ok, mỗi người chỉ cần một lần duy nhất thôi. Nên là bây giờ thằng phải ấn thật là chuẩn. Thật là chuẩn, 55. Đủ sức hạ gấu. Ok, vậy là con gấu này đã biến đi làm khác. Và cái tổ ong này chính thức là đã thuộc về thắng rồi. Nhận luôn 100 gỗ này các bạn. Hay quá. Hôm nay là tập thể dục này các bạn này. Đấy, ăn nhiều bây giờ làm nhiều phải tập thể dục chứ. Nhưng mà hôm nay lại muốn lên thèm ăn trứng này. Như là chuẩn bị đi ăn này. Trộm quả trứng nha các bạn ạ. Ôi let's go. Bây giờ là ta sẽ đi tìm quả trứng nhé các bạn nha. Start bắt đầu. Trứng chim. Đó. Lại cái con chim ngu này nó làm tổ gần cái lều của thắng nè. Bây giờ là ta sẽ lấp đằng sau cái mũi rậm này nha các bạn nha. Đợi nó nhìn chỗ khác đã. Nó. Ui ui. Ngồi xuống. Đừng đi vào cái tia mắt của nó nha. Nó biết đó. Ok. Nào. À, sắp tới, còn một chút xíu nữa thôi. Nào, nó nhìn ra nó khác rồi các bạn ơi. Hay lắm, ta lấy được quả trứng của nó rồi. Hay quá. Bây giờ là phải tránh xa này. Nó sẽ rủ họ hàng nhà nó đến tấn công thắng. Một con, rồi, hai con luôn. Đây là ui, đây là ông ngoại cục kỳ nhà nó luôn. Ui, đây tổ tiên nhà nó luôn này. Uầy. Xong, đã qua. Chưa hết tổ tiên nhà nó đâu. Sao tổ tiên nhà nó đông thế nhỉ? Rồi, đã hết tổ tiên nhà nó rồi các bạn. Ok, 100 khối gỗ nữa. Bắt đầu. Ui, hôm nay hình như hôm nay sao có cái hình kiểu như là hình ông mặt trời này. Không biết là cái ông này muốn gì nên là ta sẽ start để xem là ông ta muốn gì nhá. Hình như khát nước sao ấy. Đúng rồi, khát nước. Kiểu như trời lắng quá nên khát nước ấy. Bây giờ tiếp tục đi lém chuối các bạn. Lém ba lá chuối này. Thằng sẽ lém cái lá ở giữa này nhá. Cho nó gần. Dụng luôn, các bạn thấy anh lém chuẩn không? Nào, chuẩn không? Ui trời ơi, quả này xịt rồi. Ui dồi ôi, ui trúng luôn, qua lại. Ui dồi ôi, ba lại chuối rừng, kiểu gì cũng... Ồ, sao tự nhiên này vừa lém chuối xong lại bây giờ lại phải làm cái đèn kiểu để xua muỗi sao này các bạn này. Ok, dây này, rồi. À, bẫy gà, trời ơi, quên mất đúng rồi. Cái bẫy này đợt trước là bẫy thỏ này, hôm nay chỉ sang bẫy gà. Ồ, một đầy gà rừng á, ở giữa cái hòn đảo này có gà rừng á. Nào, giật luôn. Ui! Trời ơi, đến lúc giật nó chạy mất ra ngoài rồi. Ui ơi, chán quá. Nào, giật lại nhá các bạn ơi, giật lại. Gà ăn củ đèn, củ dậy. Ôi, lại. Trời.
kiểu như bọn này nó khôn rồi sao? Chắc là con thỏ trước nó báo cho bọn này biết sao ấy, hay là nhìn thấy trước thằng bẫy thỏ sao? Bọn này khôn thế nhỉ? Lỡ chui vào là đã giật luôn. Nào mà chui vào, mà chui vào. Lỡ sắp sửa chui vào, giật luôn. Vậy là hôm nay đã có thịt gà để ăn rồi. Hay quá, thịt gà là bên củ dền, quay với củ dền là quá là ok luôn. Ồ, sao cái con gà này nhìn giống cái con thỏ đợt trước thế nhỉ các bạn nhỉ? Thôi xiên nó vào. Đấy, chả khác gì cái con thỏ đợt trước luôn, cũng có hai chân, mà con thỏ đợt trước nó cũng có hai chân luôn. Giờ con gà còn mất con gà đầu. Ui cháy cháy, tí nữa thì cháy luôn. Thơm quá mọi người. Nhận 100 khối gỗ ngay. Ok, bắt đầu hôm nay trời mưa rồi các bạn ơi. Trời lại mưa rồi. Và đống lửa của thằng tắt được sao ấy. Nên là bây giờ start xem nào. Bây giờ người ta phải bảo gióng lửa. À lại phải chặt củi các bạn ơi. Chặt vào giữa. Không cần chặt vào giữa đâu, chặt ở vành cũng được luôn. Bên này cây củi đâu. Ui trời ơi. Xịt. Chặt ở xịt quá. Xịt quá. Mà cái cây điều này dùng mãi nó không cháy không hỏng luôn. Rồi, ngày thứ 15 rồi. Ui. Tại trời mưa nên là tao phải gióng lửa lại, nếu không là cũng không phải gióng lửa lại đâu. Ok, bây giờ lại thả vào đây. Trời mưa to nữa thì đống lửa thằng bây giờ nó cũng không tắt được đâu các bạn ạ. Ok. Hôm nay lại đi săn cá nữa này các bạn này. Nào, gạt quá. Nào, vót nhọn này đi. Hôm nay có cá con rồi nha các bạn nha. Có cá con ăn rồi nha. Ủa, chưa nhọn lắm. Rồi, chưa nhọn lắm. Ok. Ok, thế này là lợn nha. Nhọn. Rồi, cá có hai con bọ các bạn ạ. Đây, từ từ bọn này nó khuất. Hôm nay là phải săn 3 con các bạn ạ. 1 con này, 2 con này, 3 con này. Hay quá. Vậy là hôm nay có 3 con cá để lướng rồi cướp bạn. Ui, hay quá, thầy xin cả 3 con này vào nha. Ui, cá to quá. Wow, xin 3 con mà lướng mỗi một con. Game này người ta ăn bớt của thắng rồi sao ấy. Ok, cá màu xanh bây giờ lướng ra màu xanh lá cây. Rồi, nhận ngay 100 khối gỗ này. Hay quá. Ok các bạn ơi, vậy là hôm nay đã kết thúc ngày thứ 15 sinh tồn giữa hòn đảo này rồi. Thì hôm nay đã gì nhỉ? Đó. Đấu nhau với con cá mập này để xua con cá mập đi, để cho bọn cá con nó tới. Và đấu nhau với bọn cướp gọi là bộ xương cướp. Nhưng cái bọn cướp nó cũng nghèo hơn cả thắng luôn. Nghèo đến nỗi không còn da còn thịt luôn. Thì luôn. Bây giờ thắng sẽ kết thúc cái video của thắng tại đây nha. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái clip lần sau. Ok, bye bye.